Bảng xếp hạng BIA mới nhất, Trần Quyết Chiến vẫn giữ vị trí cao. Trần Quyết Chiến giữ nguyên điểm số. Trước World Cup BIA Seoul 2024, Trần Quyết Chiến đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 380 điểm. Tại giải đấu được tổ chức ở Hàn Quốc, cơ thủ số 1 Việt Nam vào đến tứ kết và bảo vệ thành công điểm số, nên giữ nguyên được 380 điểm. Cơ thủ sinh năm 1984 vẫn đứng vững ở vị trí số 2. Dick Jasper vẫn xây chắc ngôi đầu sau chức vô địch World Cup BIA Seoul 2024. Tuy nhiên, khoảng cách mà cơ thủ người Hà Lan tạo ra với top bám đuổi đã được gia tăng đáng kể. Cụ thể, Jasper hiện đứng số 1 trên bảng xếp hạng với 480 điểm. Hơn Trần Quyết Chiến, số 2, đến 100 điểm, trong khi cho Mi Ungwoo đứng 3 chỉ có 324 điểm. Trần Quyết Chiến là cơ thủ Việt Nam duy nhất xuất hiện trong top 10. Trần Quyết Chiến chắc chắn không có cơ hội để soán ngôi Dick Jasper trong năm 2024, khi từ nay đến cuối năm chỉ còn một giải đấu nữa. Chặng World Cup BIA cuối cùng của năm 2024 được tổ chức ở Sharm el-Sheikh, Ai Cập từ ngày 1 đến 7 tháng 12. Sau nhiều giải đấu không thành công, Bao Phương Vinh đã rơi xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng được cập nhật trước World Cup BIA Seoul 2024. Nhưng với thành tích vào đến tứ kết ở giải đấu được tổ chức ở Hàn Quốc, cơ thủ người Bình Dương đã vươn lên đứng hạng 13 trên bảng xếp hạng mới nhất với 188 điểm. Đây là vị trí được đặt cách thi đấu từ vòng đấu chính, 32 cơ thủ của các chặng đấu World Cup BIA. Bảng xếp hạng UMB Events Ranking mới nhất. Top 10 giờ chỉ còn mỗi Trần Quyết Chiến, khi Trần Thanh Lực vừa tụt một bậc. Tại World Cup BIA Seoul 2024, Trần Thanh Lực thi đấu không thành công khi dừng chân ngay từ vòng loại thứ tư, nên rơi từ vị trí thứ 10 xuống đứng hạng 11. Chim Hồng Thái dừng bước ở vòng loại thứ tư World Cup BIA Seoul 2024, nên cũng tụt một bậc, từ 14 xuống 15. Trần Đức Minh không dự World Cup BIA Seoul 2024 vì không kịp làm visa. Vẫn đứng ở vị trí thứ 27.